là đi móc nghề lâm. Ở đây anh em gục để gù bác bối nha anh em. Một con bối thổ. Móc thơ rất ác nha anh em. Tuyệt vời. Khu vực này rất là đẹp. Vùng núi thung lũng. Trùng trùng nha anh em, mình đi ngay đầu chưa có bối. Và ngày 2 mình tóm được một em. Giọng rất là hay nha anh em. Rồi, cũng thành công. Chào anh em nha.